kính chào quý vị và các bạn, các bạn đang đón xem Knew 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây xin mời các bạn đến với nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chờ Blackpink comeback lâu quá, fan nghe nát album cũ đến mức tạo kỷ lục mới luôn này. Có vẻ như YG đang để Blackpink hoạt động năng nổ trên địa hạt thời trang mà quên mất bốn cô gái vàng này cũng là ca sĩ. Đã gần 2 năm kể từ khi MV Love Sick Girls được ra mắt nhưng dường như Blackpink vẫn chưa có dấu hiệu trở lại với âm nhạc trong đội hình 4 người. Vì đã quá quen với việc ngủ đông của idol nên các fan chỉ còn biết nghe lại các album cũ của nhóm và vô tình tạo nên kỷ lục mới. Mới đây bài hát Do You Never Know thuộc album The Album chính thức ghi nhận 100 triệu lượt stream trên Spotify. Đây là ca khúc thứ 21 của Blackpink đạt được cột mốc này. Như vậy là Blackpink đã trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử sở hữu album có tất cả các bài hát cán mốc 100 triệu lượt stream trên nền tảng này. The album là full album đầu tay của nhóm phát hành vào tháng 10 năm 2020. Dù không quảng bá từ lâu nhưng Blackpink vẫn liên tiếp tạo ra những kỷ lục mới khiến fan càng trông ngóng ngày trở lại của bốn cô gái. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24h. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của Kennew 24 giờ nhé.